Thưa quý vị, ngày 10 tháng 9, Công an quận Long Biên, thành phố Hà Nội đang tạm giữ Lương Văn Toàn, 25 tuổi, quê ở Yên Bái, để điều tra về hành vi cướp giật tài sản tại tiệm vàng. Tại cơ quan điều tra, Toàn khai nhận việc đi cướp tiệm vàng ở phường Sài Đồng là do nợ nần khi thua cá độ và cờ bạc. Trước đó, chiều ngày 9 tháng 9, một thanh niên mặc áo phông đen, quần bò, sách theo một túi màu đen đi vào tiệm vàng trên phố Vũ Xuân Thiều rồi hỏi mua dây chuyền. Khi vừa cầm sợi dây chuyền năm chỉ thì bất ngờ đối tượng bỏ chạy. Lập tức người dân đã hô hoán nhau và tổ chức truy đuổi bắt giữ đối tượng. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường, đưa đối tượng về trụ sở để làm rõ. Tại cơ quan điều tra, Toàn khai nhận từ tháng 4 năm 2023, Toàn từ Yên Bái về Hà Nội để xin việc tại một công ty nhựa ở quận Long Biên. Tuy nhiên do thua cá độ và cờ bạc nên Toàn đã nảy sinh ý định đi cướp tiệm vàng.